Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU hoàn tất hợp đồng mới, liên hệ Mason Mount. Ta hạn hợp trước xong giả bán kênh, bom tấn nổ ở MU. Ten Hag tức giận chỉ ra điểm yếu kém của MU và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU hoàn tất hợp đồng mới, liên hệ Mason Mount. Tờ Nightingale khẳng định không còn bất kỳ rào cản nào cần giải quyết trong việc gia hạn hợp đồng với De Gea. Hay nói cách khác, thương vụ sắp được công bố, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ buộc phải giảm lương đáng kể. Nhưng, ngay cả khi làm vậy, Eric Ten Hag vẫn muốn mang về một thủ môn đẳng cấp, người có thể thách thức tuyển thủ Tây Ban Nha trong một suất bất chính. Ngoài ra, David Otin khẳng định Mason Mount lọt vào tầm ngắm của MU. Mason Mount sắp đi đến năm cuối cùng của hợp đồng, các cuộc đàm phán sẽ bị hoãn lại cho đến mùa hè nhiều người cho rằng tuyển thủ Anh sẽ ra đi giữa sự quan tâm nghiêm túc từ các câu lạc bộ, trong đó có MU. Ten Hag tức giận chỉ ra yếu kém của MU. Erik Ten Hag cho rằng MU thi đấu không tốt trong 90 phút trước Tottenham và để thủng lưới từ những tình huống dễ dàng ở hiệp 2. Kết thúc trận đấu, Erik Ten Hag nói trên BT Sport: "Chúng tôi chơi không tốt suốt 90 phút, hiệp 1 MU cũng chẳng xuất sắc dù dẫn trước hai bàn. Khi De Gea để lọt lưới một bàn, mọi người có thể thấy bàn thua khác sắp tới. Tôi đã chuẩn bị cho sự đắt trả nhưng quá muộn màng. MU cần kiểm soát trận đấu tốt hơn, các cầu thủ liên tục truyền hỏng và để mất bóng dễ dàng. Bên cạnh đó, tổ chức phòng ngự cũng lộ sơ hở. Với bàn thua ở hiệp 2, các hậu vệ không chủ động ngăn những quả tạt từ biên, không quản lý bóng hay, đánh chặn từ xa cũng kém. Lẽ ra phải pressing tranh cướp bóng ngay khi để mất. MU không làm được điều đó nên Tottenham dễ dàng có bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát trước trận. Tôi nghĩ kết quả hòa cũng không sao đâu. Ngay lúc Radford nâng tỷ số, chúng tôi bước vào mọi trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng rõ ràng, hôm nay Tottenham cũng chơi hay trong hiệp 2. Trần Hòa khiến Erik Ten Hag không hài lòng. Ông khẳng định các học trò mắc nhiều sai lầm. Thực tế khi trận đấu diễn ra, theo Express, huấn luyện viên người Hà Lan liên tục nổi cáo với học trò. Ngay từ đầu, Ten Hag hét vào mặt Hoan Bisaka sau khi cầu thủ 25 tuổi để đi Jack vượt qua và hậu vệ này phải nhận thẻ vàng ngay sau đó. Cựu huấn luyện viên Ajax cũng nổi giận với Anthony trong tình huống tuyển thủ Brazil ngã xuống sau một pha tắc bóng, thay vì đứng dậy để hỗ trợ cho các đồng đội và ngay cả gia đình Sancho, dù cấp công và bàn thắng cũng bị la mắng. Ten Hag đã chỉ trích tuyển thủ Anh vì đã không lùi về hỗ trợ phòng ngự sau khi ghi bàn rõ ràng điều đó cho thấy vị huấn luyện viên người Hà Lan đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối từ tất cả các cầu thủ của mình. Tottenham chốt giá bán kênh băm tấn nổ ở MU một yêu cầu từ phía Harry Kane với ban lãnh đạo Tottenham để anh có thể quyết định tương lai có thể sẽ trực tiếp giúp cho MU sớm hoàn tất bản hợp đồng băm tấn này. Theo nguồn tin độc quyền của Daily Mail dù rất muốn Harry Kane ký gia hạn nhưng lãnh đạo Tottenham khó có thể thuyết phục anh đặt bút ký và giao kèo mới. Trong tình cảnh hiện tại, Tottenham có thể phải để Kane ra đi để tránh mất trắng vào hè 2024. Theo Lee Parisien, mức giá 88 triệu bảng là có thể đủ để Tottenham chấp nhận bán đứt Kane. Con dấu này thấp hơn rất nhiều so với những gì người ta kỳ vọng rằng Kane sẽ tiêu tốn hơn 100 triệu bảng. Dù vậy, đây được coi là mức giá hợp lý khi Kane sắp 30 tuổi và chỉ còn một năm trong hợp đồng. Đây là cú hích lớn để MU chiêu mộ Kane. Dù vậy, PSG cũng là một đối thủ lớn mà quỷ đỏ phải dè chừng. Edison nói thẳng vấn đề của MU. Trong cuộc trao đổi được trích dẫn bởi Express, Christian Edison đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh trận hòa của MU. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội để thực hiện sự kiểm soát trận đấu và kết thúc nó. Tôi nghĩ chúng tôi đã hơi hết năng lượng và đó là vấn đề của chúng tôi tôi nghĩ đó là vấn đề trong một vài trận đấu mà chúng tôi sắc bén vượt lên dẫn trước nhưng không tiếp tục duy trì được lợi thế tôi nghĩ rằng chúng tôi đã mất một chút năng lượng một chút sự kiểm soát và họ đã có niềm tin rồi mọi chuyện đã đi theo hướng khác thông thường đó là cách nó diễn ra khi bạn bị dẫn trước hay không mọi thứ vẫn có thể thay đổi nhanh chóng chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu để kết liễu họ và không cho họ cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên arsenal sắp có can Thủ đô Z đưa tin, Arsenal đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với tiền vệ N'Golo Kante theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi lấy Gorino trong tháng riêng vừa qua, Arsenal muốn tăng cường sức mạnh trong mùa giải trở lại Champions League bằng cách là lôi kéo ngôi sao của đội hàng xóm. Kante vừa trở lại sau thời gian chấn thương, ngay lập tức Chelsea đặt vấn đề gia hạn với cầu thủ người Pháp, người bị lỡ hẹn World Cup 2022. Tuy vậy, Chelsea chưa thuyết phục được Kante khi câu lạc bộ đứng trước nguy cơ vắng mặt ở cúp châu Âu mùa sau. Nguồn tin của Todo Z cho biết, về sơ bộ Kante đã đồng ý với một số điều khoản mà Arsenal đưa ra. Cựu cầu thủ Leicester ký hợp đồng 2 năm với pháo thủ, kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Còn dính dáng đến nhà Colazo là một thất bại. Theo Kai Sport, đang đề xuất sở hữu hơn 50% cổ phần của câu lạc bộ nghĩa là nhà Clazo có, có thể giữ lại 20% cổ phần. Ngược lại, giới chủ Kata muốn mua đứt trong bối cảnh gia đình Clazo đưa ra cải giá kỷ lục 6 tỷ bảng. Nếu Radcliffe đạt được thỏa thuận với nhà Clazo, động thái này có thể vấp phải sự phản đối từ một lượng lớn người hâm mộ MU, những người muốn giới chủ người Mỹ rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức. Phát biểu trên United Stan, người dẫn chương trình Matt Goodbrick khẳng định cuộc tiếp quản đó sẽ được đánh giá là thất bại nếu còn dính dáng tới nhà Clazor. Ruth Brick cho biết, cho phép nhà Glazer ở lại dù chỉ với 1% là một thất bại. Điều này có nghĩa là một sự giải phóng khỏi những người đã phá hủy câu lạc bộ bóng đá này hơn 17 năm, cho phép họ ở lại ngay cả khi bạn có 50% cổ phần là một thất bại. Liverpool giải cứu Kevin Phillips Trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, Liverpool thể hiện động thái muốn đưa tiền vệ Kevin Phillips gia nhập sân Anfield. Liverpool từng muốn có Kevin Phillips khi anh là ngôi sao của Leeds United, Tuy vậy, tuyển thủ Anh quyết định chặn bên đỗ Man City. Cuộc phiêu lưu của Kevin Phillips ở ETH không xuân sẻ. Sau chấn thương nặng, anh không cạnh tranh được vị trí trong đội ngũ của Pep Guardiola chỉ đá 406 phút trên mọi mặt trận. Liverpool nhiều khả năng chia tay đồng loạt ba cầu thủ Naby Keita, James và Chamberlain. Thế nên Jurgen Klopp cần bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ. Theo báo chí Anh, Liverpool dự kiến chi khoảng 40 triệu bảng để thuyết phục Man City bán đứt Kevin Phillips. Ra sao Chelsea bị cắt giảm ít nhất 30% lương? Một mùa giải đầy biến động và đáng thất vọng với Chelsea sau khi câu lạc bộ được mua lại bởi tỷ phú người Mỹ, tức bao ly và các cộng sự. Mặc dù chi ra 600 triệu bảng mua sắm, nhưng Chelsea như một gánh xiếc và giờ chẳng còn mục tiêu phấn đấu nào. Và có đến 19 ngôi sao ở Sao sẽ còn nếm vị đắng từ ông chủ người Mỹ ở mùa tới dù mùa này còn chưa khép lại khi bị cắt giảm ít nhất 30% lương bởi thỏa thuận đã ký dưới thời chủ mới. Nó liên quan đến C1, vốn ban đầu là ý tốt nhưng mang tính khích lệ của tuyết Bao Ly trong hợp đồng các cầu thủ để thưởng họ ở sân chơi danh giá nhất châu Âu cho việc góp mặt và kết quả giành được. Điều này hoàn toàn khác với thời chủ cũ. Roman Abramovic chỉ thưởng khi các cầu thủ chiến thắng danh hiệu. Với việc sẽ lỡ dự cúp C1 mùa sau, 19 ngôi sao bị ảnh hưởng nặng nề về thu nhập thậm chí có thông tin với một số thỏa thuận giữa họ với Chelsea sẽ còn cao hơn mức 30%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!